Ở đây mình khảo sát dung dịch NaOH. Ở đây người ta cho thể tích là bằng 0,1 lít. Nồng độ là 0,1 m. Cái nồng độ này đúng bằng cái nồng độ của OH luôn, bởi vì trong NaOH có một OH. Vừa đây em sẽ tính được số mol của OH trừ sẽ bằng 0,1 nhân cho 0,1 và tính bằng 0,01. Cái thứ hai của em đó là số mol của đó là BaOH lần. Đối với BaOH lần người ta cho như sau. Về thể tích người ta cho chúng ta là 0,4. V bằng 0,4 lít. Nồng độ. Nồng độ đây là 0,025 m. Dựa đây em sẽ tính được nồng độ OH trừ. Nồng độ OH trừ bây giờ sẽ bằng 2 lần nồng độ của BaOH lần, bởi vì trong BaOH lần có 2 OH trừ. Như vậy 2 nhân cho 0,025. Ở đây em tính là bằng 0,05 m. Như vậy ở đây em tính được số mol của OH trừ luôn. Mol OH trừ bằng em sẽ lấy 0,05 nhân cho 0,4 và em tính được là bằng 0,02. Như vậy để tính được pH thì em cần phải tính pOH. Đúng không ạ? Như vậy để tính pOH thì em phải đi tính cái nồng độ OH trừ. Nồng độ OH trừ bây giờ sẽ bằng em sẽ lấy tổng mol chia tổng thể tích. Tổng mol là 0,01 cộng cho 0,02 chia tổng thể tích là 0,1 cộng cho 0,4. Và đây mình tính được sẽ bằng 0,06 m. Khi đó em tính được pOH. pOH bây giờ sẽ bằng trừ log nồng độ OH trừ là 0,06 và tính bằng 1,22. Như vậy để tính được pH thì em dùng công thức số 14. 14 trừ đi pOH. Em lấy 14 trừ đi 1,22 và bằng 12,78. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu D.